Nam mô tát sa pha ga va to a ra to sam ma sam tát sa. Nam mô tát sa pha ga va to a ra to sam ma sam bun tát sa. Nam mô tát sa pha ga va to a ra to sam ma sam bun tát sa. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tái như Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tái như Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm làm lễ tái như Đức Chư Tăng. Đệ tử xin bình hành lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A La Hán chánh đẳng. Do năng lực tái dương nước Tam Bảo cách toán tắc sinh gia hộ cho chư tôn tăng và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc, và nhất là tấn quá trong Phật pháp nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn lòng nhau. Thưa quý vị, trong thời đề tài giảng hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục câu kệ ngôn 109. Đó là câu kệ ngôn này Đức Phật Ngài dạy là với những người thường hay đảnh lễ cúng dường đến những cái bậc, đảnh lễ cúng dường Tam Bảo và những cái bậc trưởng thượng, những bậc trì giới, nó sẽ làm tăng trưởng bốn pháp Ayu Wano Sukhang Ba Lăng. Và hai cái thời trước thì chúng ta đã tìm hiểu được thế nào gọi là cái người được gọi là người năng cung kính, cũng vừa đến những cái bậc đến năng đức Tam Bảo và những bậc trưởng thượng. Và cái bậc trưởng thượng đó được xem như là bậc trưởng thượng, nó phải là những bậc như thế nào. Và cái thời pháp thứ hai thì chúng ta tìm hiểu được một cái chữ gọi là tuổi thọ và ayu. Hôm nay còn ba, tức là quanh ná su khăn và ba lăng. Quanh ná có nghĩa là cái dung sắc, su khá có nghĩa là cái sự an lạc, và ba lăng là cái sức mạnh. Và chúng ta tìm để hiểu những cái ý nghĩa của những cái từ này. Cái chữ quanh ná hay là quanh nô muốn em chỉ cho cái dung sắc, được làm tăng trưởng cái dung sắc. Thì cái dung sắc này á, nó có những cái điều tốt đẹp ở bên ngoài. Thông thường thì khi nói tới dung sắc, người ta nói tới cái sắc đẹp. Mà cái sắc đẹp người ta có đó, bởi nó có liên hệ tới cái phước. Người mà có tạo việc lành đó, thì cái dung sắc họ nó tốt. Mà trái lại cái người mà không tạo việc lành thì cái dung sắc nó sẽ sầu não, hoặc là nó vàng vọt, hay là nó xanh xao. Ở đây cái chữ dung sắc nó muốn nói về cái sắc diện bên ngoài đó. Mà những cái điều mà chúng ta đang có thì nó có liên hệ tới những cái phước mà chúng ta đã tạo ở trong cái quá khứ. Và cái phước này nó có liên hệ tới những cái ước nguyện. Nếu làm việc phước mà không có ước nguyện đó, mà thông thường thì người Phật tử chúng ta cũng ít quan tâm tới. Không phải là do không quan tâm,
mà bởi vì do hiểu sai ý nghĩa cái lời dạy của Phật. Đức Phật ngài dạy rằng cái phước nó có thể làm thành ba cái loại tài sản. Thứ nhất là cái tài sản về nhân loại, thứ hai là tài sản về thiên giới, và thứ ba là tài thánh. Nhưng mà nếu như chúng ta không có những ước nguyện đó thì chúng ta sẽ không có một cái quan tâm tới cái loại phước. Như có một số người ở trong cái thế gian này có bị một cái lối nói nó không hẳn đã là sai nhưng hoàn toàn chính xác không chính xác, tức là anh còn hay là bạn làm việc phước mà bạn còn ước nguyện là bạn sẽ như là còn cái tham. Khi mà có một số chủ thuyết cho rằng khi mà chúng ta làm một việc phước mà chúng ta còn nguyện cái này nguyện cái kia đó, nó còn cái tham. Cho nên một số người cứ nghĩ là mình thành Phật Ba La Mật mà đừng ước nguyện gì hết. Ví dụ bố thí Ba La Mật cũng đừng ước nguyện gì hết. Trì giới Ba La Mật cũng đừng có ước nguyện gì hết. Nhưng đây là một cái quan điểm bị lệch lạc. Nhưng mà tất cả những cái pháp Đức Phật ngài dạy trong cái Tăng Chi Kinh đó, tất cả những cái pháp lấy dục làm cái căn bản, nó là lấy cái ước muốn làm cái căn bản, nên nó là lấy cái ước muốn đó, nó là cái nền tảng, lấy tác ý làm sinh khởi. Và cái pháp nào đó mà nếu như không có cái ước muốn thì nó có sinh cho quả không? Chúng tôi cũng sẽ cho chứ không phải là không, nhưng mà sẽ cho quả những quả mà không có mình không có đáng mong cầu, hoặc là nó cho cái quả mà nó lúc mà mình cần thì không cho, nhưng mà lúc mà mình không cần á thì nó xuất hiện, mà lúc cần thiết á thì nó không có. Nó không tựa giống như một người mà đi ngang qua một khu vườn á, họ ném đại xuống một cái hạt giống rồi họ ra đi, một lúc sau đó, một thời gian sau họ quay trở lại thì cái hạt giống đó đã mọc thành cây và cho cái kết quả hưởng cái trái đó. Cái lý nhân quả của chúng ta là như vậy, nhưng mà người đó không có định hướng được, tức là họ ném một cái hạt giống đó thôi mà chẳng cần có phải quan tâm sâu sắc nữa. Cho nên cái trái cây đó đó, nếu mà may mắn á, gặp được cái vùng đất mà nó có màu mỡ hoặc là nó gặp những cái thời tiết được thuận lợi, nó sẽ mọc thành mầm rồi phát triển thành cây và nó cho trái. Nhưng mà nên nhớ rằng vì không có cái chú tâm để mà săn sóc cho nên cái trái đó, nó không có đầy đủ những hương vị. Vì sao vậy? Vì cái mảnh đất đó, đó nó có thể nó có nhiều cái cỏ dại, còn trái là một cái người mà khi mà né gieo cái hạt giống xuống họ chú ý họ quan tâm họ săn sóc cái hạt giống đó, họ kịp thời họ sẽ tháo nước ra hoặc là bỏ mang nước vào cho nó đầy đủ, và kịp thời họ bón phân
họ loại bỏ những cái con côn trùng xấu. Vì như vậy cái kết quả đáng được hài lòng, đáng được thích thú. Hình ảnh nó như thế nào cũng vậy, khi mà chúng ta tạo gì có một cái ước nguyện thì cái ước nguyện đó nó cũng giống như cái định hướng, rồi mình tác ý tới cái đó, người chăm sóc cái hạt giống đó. Mà chúng ta thấy rằng những cái chủ vườn cam thường thường chăm sóc những cái cây cam của họ, và thế là những cái cam của họ cho ra những cái quả rất là ngon ngọt. Nó trái lại những cái chủ vườn cam nào mà không săn sóc những cái, nó có thể nó bị những cái con kiến đen nó làm cho cái trái cam nó bị chai đi, hoặc nó chua đi, nó mất đi cái vị. Cho nên chúng ta nói rằng có một cái chủ thuyết nói rằng cứ làm phước ba la mật đó, đừng ước nguyện gì hết. Để mà có cái cũng sẽ ra trổ quả mình, xin thưa chưa chắc. Có nhiều khi cái hạt giống nó sanh lên á, nó mọc mầm thật nhưng mà không có cho quả, và cái con côn trùng nó phá đó, tiêu hết cái hạt giống đó. Nhưng cái ước nguyện ấy, người ta nói rằng ai mà làm phước mà còn ước nguyện phải phước ba la mật, bởi vì còn dính dấp vô tham. Chúng tôi nói rằng nó không phải sai, nhưng mà nó cũng không phải là đúng, mà nó cách khác nó là một sự hiểu lệch lạc. Có những cái ước nguyện nào mà chúng ta cần phải bỏ, phải né, và có những cái ước nguyện nào chúng ta cần phải có. Cái đó là cái phần một cái trí tuệ của cái việc phước của chúng ta. Khi những người học di pháp nói là tâm thiện có trí, tạo một cái việc phước mà gọi là tâm thiện có trí đó, thì ngoài hiểu tính chất, hiểu nhân hiểu quả, tính chất thứ hai nữa, cái trí này được tăng trưởng hay không, mà chúng ta nhân nó là sâu vào trong nó để tìm những cái diệu dụng, cái tốt đẹp của cái việc phước của mình. Thì cái dung sắc này cũng vậy, khi mà một cái người mà làm việc phước đó, mà người đó có ước nguyện, thì cái ước nguyện này nó cái màu sắc của cái thân thể chúng ta đó, nó sẽ liên hệ tới cái vật khí, chứ nó không phải là không liên hệ tới vật khí. Rồi nếu một cái người mà muốn có dung sắc ở cái thông thường ở ngoài thì họ sẽ cúng dường đến những cái bậc mà có cái ân đức cao trọng, tức là bậc mà có giới hạnh, như là bậc thánh hoặc là những cái đối tượng đáng cung kính như là bảo tháp, hoặc là ân đức của Tam Bảo. Và họ ước nguyện, nếu nếu về phần dung sắc, họ ước nguyện về phần dung sắc, và vật khí đó nó phải liên hệ tới cái màu sắc đó. Như trường hợp chúng ta thấy rằng trong thời cái Đức Phật có một vị trưởng lão có tên là Maha Kapina. Cái vị này làm vua của một xứ quốc độ rất là xa, từ quốc độ của vị đó làm vua cho đến kinh thành Savatthi, thì độ khoảng là xa 120 dặm. Và vị này có một cái bà hoàng hậu rất là xinh đẹp. Cái bà hoàng hậu này có màu va da nó vàng, mà vàng giống như vàng cam vậy đó. Vàng mà hồng hồng. Và màu hoa này có tên là Anucha. Ngoài những cái sắc diện rất xinh đẹp, cái màu da này nó giống như cái màu cái hoa mà Quỳnh Anh hay là Hoàng Yến, nhưng mà nó nhạt hơn.
và bà được đặt tên là Anocha. Mà khi mà chư Tỳ Khưu mà hỏi về cái tiền nghiệp của bà, Đức Phật ngài mới giải thích rằng ở trong cái quá khứ thì tiền thân của ngài Maha Kassapa là một cái thôn trưởng, và mà khi đi tới mà cung kính cái bảo tháp mà. Xin lỗi, không phải là một thôn trưởng mà lại là một cái trưởng hội chúng gồm có 1.000 người hay 1.000 gia đình. Một hôm đi tới mà lãnh lễ cái bảo tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật Kassapa, thì bây giờ bất ngờ có một trận mưa đổ xuống, một trận mưa rất lớn. Thì những cái người mà có những cái vị sa di hay là tỳ khưu là thân bằng miễn thuộc, họ có cái chỗ họ trú, nhưng mà phần lớn thì không có chỗ trú. Cái vị trưởng đoàn này còn 1.000 người tùy tùng của mình bị mưa ướt hết, thì mới gọi 1.000 người mới nói rằng là này các người, các người có thấy là chúng ta là cái người mà có danh giá ở trong cái xã hội này, nhưng mà hiện nay chúng ta bị một cái cơn mưa vậy khiến chúng ta trở nên bị khó coi như vậy, thì chúng ta phải làm sao? Thì các người này nó là tùy theo chủ, chủ quyết định sao chúng ta làm vậy. Chúng ta tạo một cái đại giảng đường để cúng dường tới bảo tháp, để cúng dường tới chư tăng, để những ai rơi tới mà chiêm bái cái bảo tháp khi mà mưa họ sẽ có chỗ trú ngụ. Để giai đoạn đầu á, mỗi người nam á phải bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng. Nếu những người nữ mới nói như vậy là mấy ông cho chúng tôi, thì tiền thân ngài Maha Kappina rất là hân hoan cho Hồng Phước, nhưng mà vì người nữ mà à, cho nên chỉ cho 500 đồng. Nhưng mà số tiền mà vận động á, làm xong á, giảng đường chưa xong nhưng mà số tiền nó cạn, lại một cuộc vận động lần thứ hai. À, lần này á thì những người nam bỏ ra 500, những người nữ bỏ ra 250 đồng. Và cái giảng đường nó hoàn tất, được làm để cúng dường tới bảo tháp và chư tăng chúng. Mà bảo tháp đây chính là cái bông thờ Xá Lợi của Đức Phật Kassapa. Thì lúc đó cái người vợ của người trưởng đó mới ngẫm nghĩ rằng thì mấy ông không có cho chúng ta hùng phước chung mà gì như vậy, thì thôi đó là quy ước mình không nói. Nhưng mà vừa so sánh như người ta bỏ ra 500, mấy người nữ kia cũng bỏ ra 500. Rồi sau đó đợt thứ hai ta bỏ ra 250 đồng, thì mấy người nữ kia cũng bỏ ra 250 đồng. Vậy sau này cái phước mình nó trổ, nó người ngang hàng với nhau, ta cũng hơn vậy họ, ta phải có một cái phước riêng như vậy. Cho nên vợ cái người trưởng đó, mà bữa mà khánh thành để cúng dường cái đại giảng đường đến cho cái ngôi bảo tháp và tăng chúng, mới đi tìm một cái cành hoa có màu vàng rất là trong sáng. Cành hoa này có tên là Anocha. Bà gói vô trong một cái, tức là bà lấy cái những cái cành bông hoa Anocha vàng đó, bà dùng một cái vuông lụa cũng có màu vàng xinh đẹp sáng chói, rồi bà quấn nhau trong đó, bà cúng dường bà tháp, bà xin nguyện rằng tuần hồi này xin cho con có màu da xinh đẹp giống như cánh hoa Anocha, và con cũng có được có cái tên là Anocha. Thì dưới cái kiếp đó tất cả đều trở về sinh về thiên giới hết, nhưng mà làm phước với một cái sự cộng nghiệp chung như vậy, với tâm hướng tốt đẹp này, thì trên thiên giới họ cũng là những cái người thiên nam thiên nữ với nhau cùng là một, và người trưởng vẫn là thiên tử trưởng. Với cái kiếp thiên giới đó, vào thời Đức Phật của chúng ta đó, thì những cái nhóm thiên tử này tái sinh xuống với cõi nhân loại trước Đức Thế Tôn, nghĩa là sinh trước Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thì
sau đó mới dán hoa nhân cận. Thì cái người trưởng trở thành là vua Mahakapina, còn những người vệ hay là tùy tùng năm xưa trở thành quan đại. Mà vì làm phước chung với nhau đó, cho nên nó tài sản mặc dù nó chỉ thua kém về cái vương quyền thôi, nhưng mà về tài sản và vật chất đó thì xem như ngang nhau. Nếu như mà vua Ma Cấp Mê Ná đó mà ngự đi bằng voi á, những con voi mà sức lực sung mãn, 100.000 vị đại thần kia cũng có những con voi xuống. Trong một lần mà đi á, ngự bằng voi đi đó thì giống như 1.000 con voi cùng đi. Nói như đó không thôi cũng đủ làm cho những người khác thán phục. Nếu mà dùng ngựa đi, nếu vua Maha Cấp Bên Ná dùng con ngựa quý mà đi thì 1.000 người này cũng có những con ngựa quý. Nếu dùng kiệu mà trang điểm xinh đẹp thì họ cũng có những cái kiệu trang điểm xinh đẹp y như là cái kiệu của Đức Vua, nó khác vậy bởi làm phước chung nhau như vậy. Nhưng mà chỉ kè thua kém hơn cái là cái người chủ trương đó, người đó có cái quyền lớn hơn, người trưởng nó làm vua. Riêng các bà vợ năm xưa đó bây giờ cũng trở xuống là sanh ở chung quanh kinh thành, con của những vị đại thần, và khi lớn lên họ kết hợp với nhau theo tuần tự như vậy. Chỉ là bà Anucha nó có màu da rất là xinh đẹp, màu vàng óng ánh, tức là màu vàng nó giống như nó có cái hào quang ông anh ông anh và cái màu da này nó luôn luôn nó mà cái màu vàng này, nó không có bị pha lẫn những cái tạp chất, tức là nó không có bị lốm đốm những cái gì xấu xa. Thì bà có tên là Anucha. Dĩ nhiên câu chuyện này nó hơi dài, và về sau á thì tất cả pháp này và cả 1.000 vị nam đó, có vua Mahakapina là cái người làm trưởng đó, đều chứng quả A-la-hán hết. Và ngài Mahakapina được Đức Thế Tôn ngài ban cho cái địa vị là đệ nhất về giáo giới tỳ khưu. Một cái thời pháp đầu tiên của ngài đã tế độ cả 1.000 vị tỳ khưu chứng đắc được thánh quả từ từ A-la-hán cho đến dự lưu. Còn riêng 1.000 bà đó thì đều xuất gia trong cái giáo pháp này trở thành tỳ khưu ni và đều chứng đắc được đạo quả từ dự lưu trở lên cho đến là. Cho nên chúng ta mới nói là cái dung sắc này khi mà chúng ta làm một việc phước nào đó, tức là tôi cúng dường gì đó, nó có liên hệ tới cái vật thí, và đồng thời nó có liên hệ tới cái là ước nguyện. Như trong thời Đức Phật á, có một cái vị thánh nữ A-la-hán, bà rất là xinh đẹp, khi mà mới sinh ra cái màu da rất là hồng hào cách tự nhiên và rất là đẹp, và nó không có bị những cái vết bẩn, nó tựa giống như cái bông sen. Danh bà đặt được đặt tên là Uppalawana, cái vị nữ ni mà để nhất về thần thông của Đức Phật. Bà chứng quả A-la-hán. Ở trong tiền kiếp mà cúng dường một cái cánh bông sen đến nữa Phật độc giác, bà dòng nguyện rằng ở trong vòng luân hồi lúc nào con cũng có màu da xinh đẹp như cánh bông sen. Mà từ kiếp đó trở đi khi mà trở thành người nhân loại bà da rất là xinh đẹp. Trong một cái tiền kiếp của bà cũng có tên là Bánh má quá ti, chữ quá ti có nghĩa là cái hàng rào, bánh má là bông sen. Vì khi bà mà cúng dường bông sen đến cho Đức Phật Độc Giác thì Đức Phật Độc Giác để làm cho bà hoan hỷ, ngài mới mang cái bông sen đó về cái núi Ganh Thamá Đa Ná, tức là Hương Sơn. Ngài dùng bàn chân của ngài chạm sen,
năm trăm vị độc Phật độc giác á, cũng dùng cái bàn chân mình chà lên bông sen, do cái phước đó. Cho nên một trong một cái kiếp bà có mang được mang tên là Bát Ma Quát Ti đó, thì khi mà mỗi bước chân bà đi có một cánh bông sen nở đỡ chân bà. Và nhìn thấy các vị sa môn mà dùng bàn chân của mình mà chà với cái bông sen mình, bà rất là hoan hỷ. Nó khác với cái tâm lý chúng ta khi mà thấy rồi này, mình cúng dường rồi đó, mà thấy ai mà sử dụng cái vật khí mình nó không có, mình có cái vẻ như cái mà tính chất giống như là chà chà với chân á, hay cho là chê. Bởi vì khi mà mình đã cúng dường tới cho cái vị đó là vị đó muốn thọ dụng như thế nào thì tùy. Mà chúng ta thấy là cái nhiều cái vật khí mà thấy mà bị chà đạp á là khó chịu bất bình, mình xin thưa không. Mà chúng ta nhớ rằng khi mà mình đã cúng dường rồi đó thì cái đó là của người đó. Và tùy theo cách sử dụng người đó mà chúng ta sẽ có những cái quả an lạc. Đức an lạc này an lạc từ thân đó. Chúng ta nhớ rằng vào cái thời của Đức Phật á, có một cái cô nữ tỳ mà khi bà Visakha làm cái phước lớn á, tức là tự bỏ tiền ra mua cái món trang điểm đệ nhất của mình có số tiền để làm một cái Migara Matubasana, tức là cái giảng đường mẹ của Migara. Và cái giảng đường nằm về ở phía đông của thành Xá Vệ, trên còn được gọi là Búp Ba Ra Má, tức là cái Đông Phương Tự. Thì bà bỏ ra một số tiền mà làm như cái Đông Phương Tự này nó như hai tầng nha, và có sức chứa là khoảng thừa. Và cái ngày mà khánh thành á, để mà cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng thì toàn bộ trong khuôn viên bà lấy cái lụa quý bà trải hết xung quanh để Chư Tăng đi. Cho nên chúng ta còn thấy cái sự hiểu biết rất là quan trọng. Chúng ta thấy có nhiều khi á, khi mà đi cung minh xá lợi có nhiều Phật tử đó lấy những chiếc áo mình dục xuống, rồi cởi nón dục xuống để cho cái những cái vị mà đang tỉnh xá lợi bước ngang qua mà họ rất vui nữa, chứ không phải không mua cho là chê. Nhưng mà nghiệt ngã thai á, nghiệt ngã thai rồi đem xuống dục xuống để mà cúng dường rồi nó sau khi mà Chư Tăng đi qua là không chịu xin để lấy lại. Đây là một cái điều thiếu sót á. Rồi chúng ta thấy rất là thấy người ta làm thì rất là tốt, nhưng mà cái hậu vận làm sao đó, tức là sau đó làm cái chuyện là không tốt mà không biết. Đó là khi mà đi cung minh xá lợi đó, người ta trải cái vải ra, và trên đường đi của cái đoàn cung minh xá lợi đó, tức là những cái vị đi trước đó, ôm cái thỉnh cái những ngôi xá lợi đi trước đó. Thì những người Phật tử đó, ném khăn ném áo rồi xuống để cho Chư Tăng đi ngang qua, rồi xong rồi cái là cúng dường nữa. Mà khi mà Chư Tăng đi ngang qua xong xuôi rồi, đoàn cung minh xá lợi đi ngang qua xong rồi về cho Phật tử thì đúng. Nhưng trong cái nghiệp này gọi là nghiệp đen trắng, cái kết quả cũng đen trắng. Bởi sau khi mình cởi cái chiếc áo ra hoặc là dục cái nón ra tắt ý mình cúng dường đó, để cho xá lợi đi qua. Mình đã cúng dường rồi đó, mà không chịu sinh lại mình lấy trở lại, có nghĩa là đồng nghĩa là mình lại cuộc không chờ. Nếu trường hợp đó chúng ta phải cần gạt bỏ để né. Nếu mà muốn lấy lại những cái đó, cái tới tắc bạch với Chư Tăng những đoàn mà mình sẽ lại kính bạch cả ngài, xin cho con xin lại, cho con xin cái gì đó. Để mình loại trừ được cái tác hại này. Tức là mình xin đàng hoàng thì không có bị rơi vào phạm trộm cắp. Nếu Chư Tăng đi ngang qua là xong rồi, tức là đoàn cung nên sẽ lại đi ngang qua là xong rồi,
có ai nó lấy lấy mà lấy trở lại đó, mà cái tội cũng nằm ở chỗ đó. Bởi vì nếu tính về giới á, giới trộm cắp đủ năm chi, giật có chủ, biết giật có chủ, cố ý lấy, ráng lấy và là lấy được. Tại vì khi mà mình ném cái nón xuống, hoặc là một cái cởi chiếc áo ném xuống để cho đoàn của mình đi qua, giống như mình là bố thí, là cúng dường, nó tựa giống như cái hình ảnh của Bồ Tát Xuống Mê Thái mà trải mình để thỉnh Đức Thế Tôn đi bằng cà rá hoài. Thì khi mà nè, giống như mình đã cúng dường rồi, thì mình muốn có lại, mình xin tiếng đâu có mất mát, dĩ nhiên là Chư Tăng sẽ cho thôi, chứ ai giữ lấy làm gì. Nhưng mà sơ xuất một chút xíu, chỉ lắc qua một cái là không có tội, mà lắc lại một cái có tội. Nhưng mà cái giảng đường Migara Matu Basada đó, tức là giảng đường mẹ Migara hay là Đông Quân Tự đó, được khánh thành thì trong khuôn viên á, luôn cả trên những cái tầng 1, tầng 2 nè, thì bà Visakha cho trải những cái lũ ý để cho Chư Tăng đi trên đó có tốt đẹp. Bây giờ có bà nữ tỳ bà muốn làm phước quá mà giờ rất là nghèo, nữ tỳ bà Visakha, bà chỉ có một thôi, đó là một cái mảnh vải đó, bà muốn cúng dường đến cho Chư Tăng đi qua, lót đường cho Chư Tăng đi. Thì bà nói, thưa bà chủ, con giờ con muốn cúng dường đến cho Đức Phật và Chư Tăng, con xin cái lót cái miếng vải mà con có để cúng dường. Bà Visakha nói, này cô muốn cúng dường ta cũng hoan hỷ, thôi giờ cô coi ở chỗ nào, ở trong cái khuôn viên một con trống, còn hãy trải miếng lụa cô hay là miếng vải của cô ta, cái nào này đi chung quanh hết, không có thấy không có chỗ nào còn trống á, nguyên toàn bộ cái từ cái đường vô đi tới cái giảng đường đều không có chỗ nào trống. Thì thưa quý vị rằng là nàng mới buồn quá, nó cái mình nó giải mình chỉ còn mình có một cái vuông lụa thôi, hay là vuông vải thôi, muốn cúng dường cũng dường cũng không được. Bà chủ không phải là không cho, nhưng mà cho, nhưng mà giờ chỗ nào các bạn cũng là lũ quý rồi hết, mình không có. Nó nói tới mới vấn kế ở ngày Ananda ngồi suy nghĩ. Ngài mới nói là, này cô, sẽ có một cái chỗ cho cô rất có phước. Là thường thường á, khi mà đi tới vào cái phong tục Ấn Độ ngày xưa đó, khi đi vào, trước khi mà đi vào trong một cái giảng đường hoặc là một cái chánh điện đó, thường thường các ngài ngày xưa là đi chân không, chứ không phải như chúng ta giờ đi dép đâu. Cho nên trước đó có những cái lô chứa nước, và người ta sẽ, Đức Phật hay là Chư Tăng nó sẽ dùng cái nước đó rửa chân xong đó là chùi chân thảm, chùi nó gọi thảm chùi chân á, cho nó sạch rồi nó bước vào phía bên trong. Thì nơi đó nó chỗ mà đây là thảm để chùi chân á, bây giờ dùng thảm để chùi chân cho nên không cái nơi đó bà Visakha là không có để những cái lót vải hay là con lụa, chỉ còn chỗ đó nó trống thôi. Nó dặn cái con nữ tỳ rằng nàng đem cái mảnh vải mình muốn cúng dường lót cái trên cái tấm thảm chùi chân của Đức Thế Tôn và Chư Tăng. Ở chung quanh thì có chỗ thì Đức Phật và Chư Tăng, nhưng có những cái chỗ thì không có. Nhưng mà chắc chắn nơi đó rằng Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng ai cũng phải dẫm lên,
nàng sẽ được có nhiều cái quả phước lớn. Khi mà nhắc tới chuyện này để cho quý vị thấy là cái người mà có trí đó, khi mà cúng dường rồi đó thì tùy cái người sử dụng, không làm gì làm. Chứ không phải giống như nói à, sao giờ con cúng dường này để chân ngài đạp 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 lên. Thì tiền thân của bà Upalavana thấy cái bông sen mình cúng dường được cái những gì Phật độc giác mà rồi dùng chân mà chà lên vậy đó, bà rất hoan hỷ, chứ bà không khác khác với cái tâm lý thường tình của những cái người Phật tử khác. Cho nên những kiếp sau bà sinh ra đó, trong có một kiếp bà sinh ra đó, mỗi mỗi bước chân của bà vậy đó có một cái bông sen nở đó, đỡ lấy, cho nên được gọi bà có tên là Bát Đu Ma Quách Tỳ. Bát Đu Ma là cái hàng rào, người có cái hàng rào bông sen. Và trong cái kiếp đó đó bà sinh ra được 500 vị tử hoàng, và 500 vị tử hoàng đó trở thành là 500 vị Phật độc giác. Rồi trong cái kiếp sau này đó, ngay kiếp trong thời Đức Phật, bà sinh ra có màu da rất là hồng hào, xinh đẹp như cánh bông sen, nên bà có tên là Uttala Vanna. Vanna là cái màu da như bông sen. Uttala nó có màu da, nó cũng là một cái loại sen nhưng không phải là sen thật sự, mà nó giống như bông súng vậy, như của họ bông sen, bông súng hồng rất là đẹp. Nên chúng ta nói rằng khi mà chúng ta làm một cái muốn cái con quanh ná là cái màu da này đó, thì chúng ta làm một cái phước nào á thì cái vật thí nó phải tương đương với cái màu da đó, cái màu đó. Mặc dù chúng ta ước nguyện nhưng mà cái phước này á, cái vật thí mà nó màu này mà chúng ta ước còn nguyện màu này cũng không được đâu, nó phải có cái màu nó tương xứng. Như chúng ta biết rằng ai vô ai dục á, tại sao có màu da vậy? Cái nguyên nhân mà làm đại đế ở cái cõi ấn là đó, là bởi vì có tâm cung kính cúng dường đến cho Đức Thế Tôn. Do tâm cung kính cúng dường đến Đức Thế Tôn vậy đó, trên cái phần lớn cái quyền lực của ông á bao trùm trên hư không là một vô tuần, mà ở dưới đất một vô tuần rất lớn như vậy. Nhưng mà sở dĩ ông có màu da sần sùi xấu xí gì đó, bởi vì ông dâng cho Đức Thế Tôn mà cái bánh bằng cát, do dân cái bánh bằng cát đó cho nên cái màu da ông nó xấu. Nhưng với cái tâm cung kính như vậy đó, thì ông này có quyền lực cao. Ở cho nên chúng ta nói với vậy rằng cái gì nào mà muốn có sự xinh đẹp về cái dung sắc á, thì mình đã cúng dường đến ân đức Tam Bảo, hoặc là ân đức cái bảo tháp, hoặc là những cái vị mà có cái ân đức cao trọng, cái vật thí như thế nào đó, chúng ta ước nguyện. Và cái vật thí đó nó sẽ tương đương với cái màu màu sắc đó. Nếu mà vật thí chúng ta xấu thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Như ngài trong thời Đức Phật này có cái ngài được gọi là đệ nhất về động thuyết, tức là Đức Phật ngài ngài thuyết giảng ngắn gọn vậy đó, nhưng mà ngài diễn giải ra rất là rộng. Được Đức Tôn ban cho địa vị là đệ nhất về giảng thuyết rộng rãi những lời dạy vắn tắt của Đức Thế Tôn, đó là ngài Maha Kachana. Ngài Maha Kachana có màu da vàng trong sáng, màu vàng giống như là cái thỏi vàng được tinh luyện, được trong sáng. Nguyên nhân là vào cái thời mà Đức Thế Tôn Kassapa sau khi ngài viên tịch là nó, cái đại chúng muốn lập một cái bảo tháp để tôn thờ xá lợi của ngài, và họ quy ước với nhau rằng cái bảo tháp mình được phải là được làm bằng vàng, và mỗi viên gạch nó bên ngoài nó trị giá 10 triệu tiền vàng, ở bên trong là 5 triệu tiền vàng. Thì vào cái thời đó ngài Maha Kachana đang cúng dường một cái viên gạch tới, còn ngài ước nguyện rằng xin cho con có được màu da trong sáng lành giống như được tinh luyện
như cái Ừ. viên gạch con cứng dừa. Trong thời Đức ngài Ma Ha Cái, trong thời Đức Phật Kassapa đó, rất nhiều vị cúng dường những cái viên gạch bằng vàng như vậy, nhưng có một số có, mà chỉ có ngài Ma Ha Cái chân á có màu già sáng rực thôi, số khác thì không có. Tại sao vậy? Bởi thí ước nguyện. Ngài Ma Ha Cái chân á là đại ca chuyên viên đấy, có một cái ước nguyện. Cái ước nguyện nào mà nó không làm cho tâm chúng ta nó đắm nhiễm thì đó là ước nguyện tốt, tức là cái pháp dục. Cái ước nguyện nào mà làm cho cái tâm chúng ta bị đắm nhiễm, cái ước nguyện nó xấu, nó gọi là cái tham dục, chúng ta loại trừ đi. Nhưng đây nói chỉ nói về cái sắc diện bên ngoài, chứ quanh ná mà Đức Phật này muốn dạy chúng ta đó là cái sắc diện bên trong chứ không phải là sắc diện bên ngoài. Cái sắc diện bên ngoài nó chỉ là chúng ta sẽ an lạc về thân mà thôi. Nhưng mà chúng ta nói rằng với những người mà có cái tâm sầu não, dù sắc diện bên ngoài nó xinh đẹp cũng tựa giống như cánh hoa bị nắng làm cho heo úa ấy. Dù cho cái màu da chúng ta nó xinh đẹp là tâm chúng ta nó sầu não, thì cái sắc đẹp của màu da nó sẽ yếu ớt, nó không còn tươi nhuận nữa. Còn trái lại, nếu mà tâm của chúng ta mà nó được an tịnh, nó được tốt đẹp á, thì màu da nó dường như nó có cái hào quang, tức là có ánh sáng. Thường đi ngôn ngữ chúng ta gọi là nó bóng lên. Nên trong thời Đức Phật có những người mà tại gia cư sĩ nhìn thấy những cái vị thánh a la hán, họ phát sinh tâm hoan hỷ. Và đó là một trong những cái đặc điểm mà họ có thể hiểu rằng cái vị này là bậc. Như trường hợp chúng ta thấy là ngài U Bát Thích Xá và ngài Cô Đi Tá, nhất là ngài U Bát Thích Xá nhìn thấy ngài A Xí Chí đó, nó không có nó không có mập, mà gặp vị Sa Môn này thấy các quyền đều trong sáng, tức là mắt mùa mắt tai mũi lưỡi thân nó trong sáng, nhất là thân nó được trong sáng, cái màu da nó được bóng lên. Rồi trái lại, nếu mà cái tâm có nhiều phiền não đó, màu da dù cho nó đẹp chẳng bị như bị sần sùi, nó giống như cánh hoa mà bị nắng làm cho héo úa. Mà trái lại, nếu tâm mà không có phiền não nó, ví dụ giờ cái da đen chẳng hạn, vậy nó cũng bóng lên, da vàng thì càng bóng đẹp lên nữa. Cho nên quanh ná cái dung sắc này á, ngoài cái thân sắc ra nó còn có cái tâm mà sắc này á, để cho cái tâm nó được an tịnh, nó không còn cái phiền não, thì dung sắc nó sẽ hiện lộ lên bóng sáng, nó không phải là mập mập đẩy đà. À, nhưng mà cái màu da nó bóng nữa. Và chúng ta nhớ rằng con dạ xoa nanh đá đó cũng bị cái hiện tượng này mà nó nổi giận lên, nó gây một ác nghiệp, nó đánh ngài sáu lần, nó bị đất rút xuống ở A Tỳ Đại Ngục. Cái nguyên nhân là vào cái ngày của Bồ Sa Tát, tức là đêm trăng rằm, ngài Xá Lợi Phất á, ngài ngồi an tịnh tâm ở trong thiền, và hôm đó ngài cũng mới vừa cạo đầu nè, cho nên cái nước da ngài nó bóng sáng. Cái ánh trăng mà nó chiếu vô trong cái đầu của ngài đó, nó mới hất cái, nó đại khái nó phản chiếu là ánh trăng. Thì hai dạ xoa đi ngang qua đó, một con dạ xoa nó bị một cánh trăng nó chiếu vào trong cái đầu của Đức Xá Lợi Phất, nó hắt lại, tức là nó phản xạ hoặc là phản ánh trở lại, nó bị chói lên. Nhìn thấy ngài đang ngồi thì nó tức, nó nguyên nhân mà khiến cho cái dạ xoa nó tức, chứ không tự nhiên nó không có tức. Nó nói là cái ông Sa Môn này, tôi sẽ đập ổng một cái chùy. Dạ sao thứ hai can
đi ngang qua vậy thấy ngài ngồi thiền nổi giận lên là chuyện nó phải, chúng ta thấy là nó cũng hơi không hợp lý lắm. Cái hợp lý nhất, cái hợp lý đó, là bởi vì lúc đó ngài mới vừa cạo tóc, mà cái cạo tóc á da của ngài nó bóng sáng nè, và ánh trăng chiếu vô trong cái đỉnh đầu ngài, bây giờ ngài ngồi, đang ngồi thiền, nó hất nó phản chiếu trở lại. Con dạ soi đi ngang qua cái ánh, cái ánh sáng nó chiếu vô mắt nó khó chịu, nó mới nổi, nó mới nổi giận đó. À, cho nên cái nếu như cái dung sắc là cái sắc diện bên ngoài mà bị cái tâm nó phiền não đó, nó cũng xanh xao vàng giọt. Như trường hợp mà một vị tỳ khưu ở trong cái giáo pháp này gọi là xuất đinh ná đó, mà khi mà nói cái phiền não vô tư cho nên thân thể bị xanh xao vàng giọt, mặc dù trước đây ngài rất là xinh đẹp, những công tử mà. Cho nên cái dung sắc này Đức Phật ngài muốn nói là cái tâm nó không còn cái bị phiền não, không có dính bận phiền não. Sắc diện bên ngoài mà được xinh đẹp bao nhiêu á, nó bóng sáng bao nhiêu á, vì nhờ cái tâm ở bên trong. Mặc dù màu da bên ngoài có xinh đẹp giống như cành hoa đi, nhưng mà cái tâm bên trong nó phiền não, nó ưu tư, nó khó chịu thì nó cũng sẽ héo xào. Mà cái tâm mà để mà không có phiền não ưu tư đó là cái tâm nó như thế nào? À, trước mắt đó, cái nền tảng để cho cái tâm nó không bị e héo xào đó chính là người đó đang thành tựu được một trong bốn pháp tứ vô lực tập. Bê hỷ xả. Tức là có áp chế được cái sự sân hận, không hề phiền, không hề giận, và luôn luôn mở rộng cái tình thương đối với những người thân, những người chưa thân và những người không thân, thậm chí kẻ thù mà. Vì mức độ rồi mở rộng cái tâm hoan hỷ với phước của người khác, dù lớn hay nhỏ vẫn cứ hoan hỷ, hoan hỷ thật sự, và mở rộng cái tâm để buông bỏ, nó không có vướng mắc nữa, nó không có bị chấp nhất những cái chuyện lỗi lầm. Đó là cái đẹp của nội tâm. Cái đẹp bên ngoài nó nhờ cái đẹp nội tâm nó làm rực rỡ. Khi mà Đức Phật ngài cho làm tăng trưởng cái pháp đó là quanh nô, là muốn ám chỉ rằng cái người này thực hiện được bốn pháp từ bi hỷ xả. Một trong bốn pháp đó, người này mà hướng nguyện được rồi đó thì nhanh chóng thành tựu. Mà cái người mà thành tựu được từ bi hỷ xả đó thì nó không phải là chỉ trong một kiếp này, dù cho an lạc về thân đó, từ dung sắc nó cũng chỉ có một kiếp này thôi, kiếp sau chưa chắc có. Những người có cái an lạc từ tâm đó, tức là có tâm từ đó, để trải qua hàng tâm kiếp trái đất có thể không bị rơi xuống khổ cảnh. Đây là lời Đức Phật ngài dạy trong bài kinh Tăng Chi Kinh Pháp Bảy Chi, tức là bảy mặt trời xuất hiện đó. Có ngoại đạo sư, có vị tôn sư của ngoại đạo là Sunetta, à, dạy cho để tu tập cái từ bi hỷ xả thành tựu được á. Trong 7 năm tu tập như vậy á, vậy đó thoát khỏi khổ cảnh cho hàng tâm kiếp trái đất, tức là không hề biết bốn cái khổ cảnh là gì hết. Chỉ có làm người hoặc là nhân loại thôi. Xin lỗi, làm người hoặc là chư thiên mà thôi. Như thế làm tăng trưởng cái bốn cái pháp quanh nô, a vú quanh nô sư căn ba lăng, nó làm tăng trưởng cái pháp quanh nô đó, cái màu da chúng ta trong sáng, bởi vì tâm nó đã đánh xa được cái phiền não, cái sân hận nó chi phối, không bị ganh tị nó chi phối, không bị cái hiềm hận nó chi phối, cái gốc sân nó đã bị áp chế, con tâm nó không có bị phiền não, nó sắc diện được xinh đẹp. Và một khi mà thành tựu được làm tăng trưởng, tức là thành tựu được một cái đứa vô lượng tâm từ bi hỷ hay xả thì thoát ly khỏi khổ cảnh,
hàng trăm kiếp trái đất được. Đây mới sự là mới là dung sắc tốt nhất. Còn dung sắc từ thân này chỉ có giá trị một kiếp, từ tâm này nó có giá trị cao và nhiều. Mình tự làm tăng trưởng lên nữa, phải có tâm từ được tăng trưởng, tâm hỷ được tăng trưởng, tâm bi được tăng trưởng, tâm xả được tăng trưởng, thì cái giới này được tăng trưởng. Bởi vì sự ganh tị khiến cho cái giới nó bị rạn nứt. Đừng nghĩ rằng khi mà tôi ganh tị người khác thì giới tôi vẫn y nguyên. Xin thưa, tại sao chúng ta nói rằng cái giới bị rạn nứt? Bởi vì khi mà nói tới giới phải nói về cái tâm thiện. Cái người mà có tâm thiện thì người đó cái giới họ được tốt đẹp. À, trái lại mà khi phạm giới chính là cái tâm bất thiện, không tham thì sân. Đã nói là phạm giới thì phải nói về cái chỉ cái tâm bất thiện, mà ganh tị đó là một loại tâm bất thiện. Mà đã có tâm bất thiện sinh khởi lên thì cái giới bị rạn. Nó chưa hẳn đã là đứt hoàn toàn nhưng mà bị rạn đứt. Đại khái là một từ bên trong. Nó tựa giống như sợi dây chưa đứt đó, mà bề ngoài thì chưa đứt nhưng mà bên trong nhé, những cái khớ dây bên trong đó, có một số bị mục. Khi nói tới mình giữ giới được đó, tức là muốn nói vậy, một khi mà tâm bất thiện mà nó khởi lên đó, thì cái giới mình nó bị rạn nứt, nó bị hư hỏng. Mà tứ vô lượng tâm nó đẩy lùi những tâm bất thiện, mà một khi mà tâm bất thiện đẩy lùi thì cái giới mình nó được trong sáng. Mà giới trong sáng nó chính là cái nơi nương của người đó. Ở trên thế gian này không có chỗ nào nương cho bằng cái ân đức giới. Cái người mà nương vào ân đức Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thì có đôi khi cũng có khả năng rớt xuống khổ cảnh. Chứ không phải là chỉ nói tôi niệm cái hồng danh là Phật không, mà sau khi chết tôi sẽ sinh lên chư thiên. Đồng ý phần lớn là như vậy. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp có khả năng rớt xuống khổ cảnh. Như chúng ta thấy bà Mallika chẳng hạn, và hậu Mallika và tôn kính Đức Phật như thế. Do đó chúng ta mới thấy rằng cái người mà giữ được cái giới tốt đẹp đó, thì người đó thì xa lìa được bốn khổ cảnh. Nên ân đức giới rất là quan trọng. Mà có tứ vô lượng tâm thì ân đức giới mình nó có, triển cái ân đức của định, và từ ân đức định phát triển ân đức tuệ và dẫn tới đạo quả. Cho nên từ bi nuôi dưỡng giới được trong sạch và nuôi dưỡng giới được tăng trưởng nữa. Chúc cho được cái quanh nô, tức là cái dung sắc ở bên ngoài nó được là tốt đẹp, bên trong nó không có bị phiền não, nghĩa là trong tâm không bị phiền não, bằng cách là làm thành tựu và được tăng trưởng bốn pháp tứ vô lượng tâm. Để chi? Để cái giới này nó luôn luôn trong sáng, cái ân đức giới này luôn hiển lộ, và từ đó nếu có duyên nữa thì phát triển thiền định và dẫn chứng tới cái hành đạo quả niết bàn. Cho nên chữ quanh ná ở đây bao gồm hai ý nghĩa, tức là dung sắc bên ngoài, dung sắc bên trong. Dung sắc bên ngoài có nghĩa là chúng ta làm tự nhiên nghiệp phước, cái màu sắc nó tương ứng với vật thí và có ước nguyện. Cái dung sắc bên trong nó chỉ cho cái tâm chúng ta không có bị lấn cấn phiền não, cái phiền não không bị dây quanh, không bị não không có bị trấn áp, mà chính cái tâm này trấn áp được phiền não. Bằng pháp nào? Bằng pháp tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm được cái tăng trưởng thì nó đẩy tới cái giới được trong sạch. Giới được trong sạch nếu có duyên lành phát triển nữa thì nó sẽ đẩy tới có thành tựu được ân đức định, và cuối cùng có khả năng chứng đắc tương đạo quả niết bàn. Cũng bằng từ cái chữ quanh ná này ra, nếu chúng ta hiểu sâu thẳm được như vậy. Và đối với thời gian này cũng vừa phải lẽ của báo sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng. Xin nói sự an lành cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, và cũng chúc quý vị được an vui. Chúng tôi cũng không quên hồi quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong các ngài quan hệ thọ dụng, khi thọ dụng mời xin gia hộ chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được
tinh tấn dũng mãnh trên đường tu tập để nhanh chóng chứng mắt được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thầy. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Khai Giác.